Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm món lẩu dưa hấu. Thì lẩu dưa hấu thì rất là đơn giản luôn ha. Trước tiên thì mình mua trái dưa hấu thì mình lựa trái như vậy, mình dỗ vào nó thì mình búng vào nó ha, mình nghe bong 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 thì trái dưa hấu thì rất là chắc và ruột rất là đỏ luôn ha. Thì đó là theo kinh nghiệm của mình thôi. Còn các bạn nếu mà có cách nào mới và khác á, thì nhớ là comment bên dưới cho mình nhé. Kế tiếp là mình sử dụng sữa đặc nè, rồi đậu phộng. Bây giờ thì mình sẽ chẻ trái dưa hấu ra làm hai, mình lấy phân nửa thôi. Đây mình cắt như vậy ha. Ồ, trái dưa hấu rất là giòn luôn các bạn. Bữa vô là nó nghe cái rụp liền ha. Ồ quá đỏ luôn, rất là đỏ luôn. Rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một phân nữa và mình sẽ lấy cái muỗng mình múc ra như vậy. Thì mình múc ra một ít ha. Mình cứ tiếp tục mình múc ra như vậy, mình bỏ ra ngoài ngoài tô ha. Tại vì mình nếu mà để nhiều thì rất là đầy luôn. Mình múc bớt ra. Cái dưa hấu mình lựa rất là ngon luôn nha các bạn. Ồ, rất là mỏng nước luôn nè. Rồi mình múc được hết bao nhiêu đây, giờ còn lại trong trái dưa hấu thì mình sẽ để lại ha. Mình sẽ lấy muỗng mình lại như vậy thì mình để lại trong trái dưa hấu. Rồi mình sẽ lấy đá mình đập nhuyễn ra, nếu mà các bạn không có đá mi thì mình lấy đá tôi lại mình đập nhuyễn ra như vậy ha. Bây giờ mình sẽ cho vô một lớp đá ít thôi nha các bạn. Kế tiếp thì mình lấy một ít dưa hấu ở ngoài mình để vô lên một lớp nữa. Rồi mình cho thêm một lớp đá. Mình cứ tiếp tục như vậy ha, cho đến đầy cái nửa trái dưa hấu của mình luôn ha. Mình tiếp tục mình cho thêm một lớp dưa hấu nữa. Một lớp dưa hấu, một lớp đá, cứ tiếp tục như vậy. Rồi sau đó mình sẽ rắc đậu phộng lên ha. Tùy theo các bạn, nếu mà các bạn thích ăn nhiều thì các bạn hãy cho đậu phộng nhiều. Thì món này đậu phộng càng nhiều thì càng ngon nha các bạn. Sau đó mình sẽ cho đường thêm. Nếu các bạn nào ăn ngọt thì mình cho thêm đường. Nếu mà các bạn nào không thích ăn ngọt thì mình khỏi cho đường nha. Tại vì chút xíu mình sẽ bỏ sữa vô nữa. Rồi mình giờ chỉnh cho sữa vô nè. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Trời nóng mà ăn cái này là mát mát, lạnh lạnh, ngọt ngọt, rất là ngon nha các bạn. Rồi mình thấy sữa cũng còn hơi ít nên mình cho thêm một tí nữa. Rồi vậy là xong món lẩu dưa hấu, rất là nhanh gọn lẹ luôn ha. Trời nóng mà ăn cái món này vô thì tuyệt vời ha. Thì sữa, có sữa và đậu phộng thì cái rất là thơm luôn. Thì với món lẩu dưa hấu này thì mình làm món tráng miệng hoặc là món ăn chơi đều rất là ngon luôn nha các bạn. Thôi mình cũng kết thúc video tại đây. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.